Hachisakusama, bà kẹ Nhật Bản. Cô ta có chiều cao 2,5 m, đôi chân dài miên man. Có người nói cô ta trông như một bà già mặc kimono. Người khác thì nói đó là một cô gái mặc tấm vải liệm màu trắng hoặc chiếc đầm trắng. Cô ta thường phát ra âm thanh với tông giọng trầm như đàn ông. Một cậu bé 8 tuổi đang chơi trong sân. Hachisakusama lù lù xuất hiện phía sau hàng rào cùng với âm thanh trầm. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cô ta nở nụ cười lạnh rồi bỏ đi. Cậu bé sợ hãi kể lại chuyện mình gặp một người phụ nữ rất cao cho gia đình biết có biến. Tối đến, họ đưa cậu bé vào trong một căn phòng đặt 4 chen mũi ở 4 góc, cửa sổ bịt kín bằng những tờ giấy có ký tự cổ. Ở giữa phòng đặt một bức tượng Phật. Họ dặn cậu bé dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng không được rời khỏi phòng trước 7 giờ sáng. 1 giờ sáng, cậu bé giật mình bởi tiếng gõ cửa. 4 chén muối đều biến thành màu đen. Bên ngoài là những âm thanh. Hôm sau, gia đình đã đưa cậu bé rời khỏi Nhật Bản. Nếu ai đó bị Hachisakusama để mắt thì chỉ có một lối thoát duy nhất, đó là rời khỏi đất nước Nhật Bản.